Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay mang tựa đề Thói quen vắng chồng. Lúc đầu tôi cũng đâu có ý định kể lại cái câu chuyện này đâu, vì đây là một câu chuyện thật và là một phần cuộc sống tình cảm đẹp của riêng tôi. Nhưng tôi đọc và thấy mọi người chia sẻ những câu chuyện tuyệt vời trong cõi thiên thai thì tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tại sao lại không cho các độc giả khác thưởng thức một cái câu chuyện có thật, cứ phải nói là ly kỳ và tuyệt vời biết bao. Khi tôi quen biết Phương thì nàng vừa mới tốt nghiệp trường sĩ quan an ninh. Thú thực là tôi vừa sống mấy năm ở châu Âu về nên mới nhìn thấy Phương cũng như nhiều cô gái ở Hà Nội khác. Tôi thấy chẳng có gì hấp dẫn, tại vì so với gái Tây, nó vừa trắng vừa xinh vừa dễ dãi. Dù chỉ mới quen thôi, nhưng mà mình ghé tai rủ dê đi tìm một cái hotel là nó có thể gật đầu ngay. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng đang có một cô người yêu xinh như mộng. Trước khi chia tay để quay về Việt Nam, chúng tôi đều có ý thức tranh thủ. Chúng tôi làm cái chuyện đó mọi khi có thể. Một ngày chúng tôi phải quấn quýt lấy nhau không rời một giây phút nào cả. Rồi cũng đến lúc tôi phải ra sân bay để về Hà Nội. Trước khi check in khoảng 20 phút, nàng lại nháy mắt ra hiệu rồi cứ bám riết lấy tôi. Và tất nhiên tôi cũng thích cái điều đấy, nên tôi không thể không chiều nàng. Chúng tôi lại lôi nhau vào nhà vệ sinh và làm mọi việc như một cái thói quen thường lệ. Còn bây giờ phải nói là gặp Phương, cái cảm giác ban đầu là nàng cũng có duyên đấy, nhất là cái răng khểnh khi cười. Nhưng có lẽ do nước da không trắng mịn như gái Tây nên tôi vẫn chưa thấy hấp dẫn là mấy. Mà cũng có thể ban đầu chưa quen, tôi còn có ác cảm với những người mặc quân phục cảnh sát cũng như là an ninh nói chung. Hơn nữa vừa mới được thỏa mãn nên thực sự tôi chưa thèm muốn cái chuyện đấy quá mức. Tuy nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn điện thoại rủ Phương đi cà phê cho đỡ buồn. Một hôm tôi tình cờ gặp em vừa đi dự liên hoan văn nghệ ở cơ quan về. Và tôi giật mình nhận ra là Phương rất xinh. Tuy trang điểm có nhẹ nhẹ và mặc đồng phục an ninh đấy, nhưng trông nàng lại xinh hơn cả những diễn viên điện ảnh mà mọi người vẫn khen là đẹp. Nàng cười chào tôi, mắt cứ sáng lúng liếng. Và tôi lại điếng người khi thấy chiếc răng khểnh đó. Sao hôm nay mọi cái ở Phương nó đều đẹp đến thế? Xin nói thêm, lúc này Phương đã có chồng nhá. Một tay gốc nhà quê nhưng cũng có cái bằng đại học ở Tây về. Tôi rủ Phương vào một quán cà phê rồi nói chuyện xoay quanh cuộc sống, chuyện kiếm ăn, chuyện sinh hoạt hàng ngày. Trong lúc nói chuyện, tôi có mạnh dạn cầm lấy tay của Phương. Nàng cười mà không có phản đối gì. Nàng còn nói với tôi, mấy anh đi Tây về có khác, cứ tự nhiên thế. Thế rồi chúng tôi chia tay. Và từ lúc đó, mỗi đêm nằm một mình thì tôi không sao quên được cái khuôn mặt và cái dáng người xinh xắn của Phương. Thế rồi tôi bắt đầu tưởng tượng nếu bên cạnh Phương thì em sẽ quyến rũ như thế nào. Người nàng chắc chắn sẽ trắng hơn, cái cơ thể sẽ mang một cái nét đẹp châu Á, nó mặn mà làm sao. Và thế tôi cứ mơ màng mộng tưởng. Một hôm tôi gọi điện cho Phương vào lúc 11 giờ trưa. Các cơ quan làm việc ở Hà Nội thường đến giờ này là cho phép nhân viên nghỉ ăn trưa. Tôi có nói mời Phương đi ăn cùng và chúng tôi chọn một nhà hàng khá ngon và giá cả cũng phải nói là hạt rẻ. Tôi thấy Phương ăn rất ngon và rất vui vẻ, còn tôi thì toàn ngắm em là chính. Mãi đến lúc ăn xong, Phương mới nhận thấy điều này và nàng có vẻ hơi xấu hổ. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn có thêm được cái cơ hội để có thể chiếm hữu em mà thôi. Tôi nói hãy còn sớm và tôi rủ nàng vào một quán cà phê đen mờ. Trong quán, mỗi bàn kê có một khoang riêng và khi đã ngồi vào bàn, cà phê đã được mang đến, tôi lại đánh bạo cầm lấy tay của Phương. Nàng có vẻ lưỡng lự lắm, nhưng tôi cứ siết chặt lấy tay nàng và tôi bắt đầu cái cuộc chinh phục của mình bằng cái việc tôi hôn nhẹ lên trán nàng, rồi từ từ đi xuống cái đôi môi đỏ mọng. Tôi dừng lại ở đó và chúng tôi chỉ đơn thuần là uống cà phê cùng với nhau. Nhưng mà tôi thấy cái cách nàng ngồi dựa vào tôi cứ mềm nhũn, kể cả khi tôi vòng tay ôm qua người nàng mà nàng vẫn không có cái phản đối gì, thì tôi biết tôi sắp đạt được cái điều tôi muốn rồi.
Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để có thể phân biệt được là tôi đang dụ dỗ một cô gái Hà Nội, chứ không phải là rủ một con Tây để làm cái việc qua đường ăn bánh trả tiền như vậy. Thế nên tôi phải kiềm chế và tôi phải tính toán thật là chi li. Rồi cái thời điểm tôi mong chờ cũng đến. Buổi chiều hôm đó, Phương gọi điện nói là cơ quan cho nghỉ nửa ngày và có rủ tôi đi chơi. Tất nhiên tôi đồng ý ngay, vì cơ quan của tôi muốn đi lúc nào mà chả được. Thế là tôi lại vọt ra lấy cái xe máy phóng đi luôn. Tôi nghĩ bây giờ mà muốn làm cái chuyện đó được thì phải rủ Phương về nhà. Thế là tôi bảo Phương là phi qua nhà vì sáng đi làm quên cái ví tiền. Phương đã vui vẻ và tin ngay. Thế rồi em ngồi lên sau xe của tôi. Trên đường đi, Phương cứ áp sát vào lưng tôi. Tôi cảm thấy cái phần nào đó của nàng nó cứ cọ liên tục vào lưng của mình. Mới có thế thôi mà tôi đã dạo sực lắm rồi. Tới nhà của tôi thì có mời em vào, nói rằng chỉ nghỉ một chút rồi sẽ đi. Tôi ở một mình nên mọi thứ trong nhà nó cứ lộn xộn. Quần áo thay ra tôi cứ chất đầy lên chiếc ghế duy nhất ở trong phòng. Thế nên Phương chẳng còn chỗ nào mà ngồi cả. Em đành ghé cái mông của mình ngồi xuống mép giường. Tôi vào trong toilet, tranh thủ rửa cái mặt cho đỡ bụi và mồ hôi. Trong đầu lại nghĩ lộn xộn, không biết phải bắt đầu như thế nào đây. Rồi tôi cứ tự nhủ, cứ phi liều thử thôi, biết đâu lại được ăn may. Thế rồi tôi vào phòng. Tôi không nói không rằng mà đi thẳng tới chỗ ngồi của Phương. Tôi quỳ chân xuống sàn và úp mặt vào lòng nàng. Không biết có bất ngờ hay không, nhưng tôi thấy Phương lại dùng hai tay đặt nhẹ lên đầu tôi. Và rồi em từ từ vừa kéo vừa ghì tôi vào trong người của mình vậy. Tôi biết là mình đã gặp may, thế nên tôi đã chớp nhoáng ngay cái cơ hội đó. Những cái biểu hiện của Phương hôm đó khiến tôi không bao giờ quên được. Da mặt của em cứ ửng hồng lên, em cứ mở mắt nhìn tôi, hai mắt sáng rực long lanh. Tôi biết em đang mong chờ, em chắc cũng đang nhớ tôi lắm. Khi tôi mỉm cười với em thì Phương cũng nhoẻn miệng cười, nhưng lại rất nhanh lấy cái chiếc gối che lên mặt. Gần nửa tiếng say sưa, chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ có những cái tiếng thở, tiếng rên rỉ. Tôi thấy thích cái điều đó, và có lẽ Phương cũng vì vậy mà mặc dù là việc vụng trộm và là một người vợ, em biết là mình không nên làm vậy. Sau đó chúng tôi đi uống nước mát ở Hồ Tây trước khi về nhà đúng giờ tan tầm. Từ đó trở đi, chúng tôi cứ thường xuyên có những cái buổi hò hẹn lén lút. Thường thì vào các buổi trưa, tranh thủ trong cái giờ ăn trưa, chúng tôi lại qua loa ăn xong, bỏ ra 50.000 đồng để có thể vào một phòng hotel có máy lạnh và có thể mây mưa thoải con gà mái trong vài tiếng đồng hồ. Phương có nói với tôi, em rất nhớ cái mùi hương của tôi và nó như một cái thứ thuốc phiện khiến không có gì có thể dứt ra được. Có đôi khi tôi áy náy vì tôi mà nàng có thể sao nhãng công việc cơ quan cũng như là hạnh phúc gia đình. Tôi không muốn như vậy. Tôi chỉ muốn lúc nào thuận tiện thì hãy bên nhau, và có lẽ phải nói cho em biết cái điều đó thôi. Thế rồi một sáng thứ bảy, tôi còn đang say sưa trong giường thì tiếng chuông điện thoại lại đổ lên liên tục. Tôi có hơi bực dọc đấy, vì ai gọi gì mà sớm thế. Nhưng vẫn phải nhòm dậy với cái máy trả lời. Đầu dây bên kia là Phương gọi đến. Anh đang làm gì đây? À, anh đang ngủ. Ôi, em xin lỗi, nhưng mà em nhớ anh quá nên em gọi cho anh. Nghe em nói như là em đang có một mình đây à? Ừ, chồng em đi họp hành gì rồi chiều mới về. Em đi tắm xong rồi em nghĩ đến anh. Em nhớ anh lắm. Em sang nhà anh nhé. Ừ, tất nhiên là tôi ok rồi. Tôi đã tỉnh ngủ hẳn, tôi phải dậy để đón chờ em chứ. Đánh răng rửa mặt và uống một cái ly sữa xong, tôi có tranh thủ hút một cái điếu thuốc cho nó tỉnh táo. Đúng lúc đó thì Phương có đến cửa. Nhà Phương cách nhà tôi chưa đến một cây số. Phương vào trong nhà và tôi quay lại khóa cửa, rút chuông điện thoại để không ai, không một kẻ nào có thể làm phiền thế giới của chúng tôi nữa. Khi bước vào phòng, tôi cứ sững người. Trong vòng chưa đến một phút mà Phương như đã kịp bỏ hết những cái hàng rào bảo vệ xuống. Tôi vừa kịp đến sát giường
thì Phương đã chồm lên kéo tôi ngã xuống. Tôi đã phải giả bộ: làm gì mà vội vàng thế? Ôi, anh làm sao mà biết được? Đêm hôm qua em toàn mơ đến anh thôi. Sáng sớm em phải gọi cho anh ngay đấy. Tôi hiểu điều đó chứ, vì hành động của em đã nói lên tất cả. Tôi có tâm sự với em về những điều tôi đang suy nghĩ. Tôi lo cho hạnh phúc của gia đình em, nhưng em nói em mặc kệ. Từ lâu cuộc sống vợ chồng đã không còn mặn mà. Đấy chỉ là cái bức bình phong để che mắt thiên hạ. Tôi thực sự hơi bất ngờ về điều đó và cũng có phần thương cảm với em. Nhưng nếu em đã nói vậy thì tôi chẳng còn gì phải đắn đo cả. Với em, tôi chỉ cần hết lòng là đủ rồi. Thế rồi vì công việc, tôi lại phải đi công tác nước ngoài vài tháng. Chúng tôi cũng chỉ liên lạc với nhau qua email vì điện thoại nó quá đắt. Trong các thư em gửi cho tôi, Phương nói em chỉ nghiện mỗi tôi thôi. Em viết cho tôi, em kể lại những cái chi tiết, những cái lần chúng tôi bên nhau ở đâu, như thế nào, em đều nhớ hết. Phương nói là nhớ lại và nhắc lại cũng làm thấy em hạnh phúc. Trong cái thời gian ở nước ngoài đấy, do cái nhu cầu sinh lý, tôi bắt buộc phải tìm đến gái Tây để giải tỏa, dù tôi cũng thấy có lỗi với Phương lắm. Một lần khi đi xem đá banh, tôi có làm quen với một em có cái tên hay hay, Bai Ca. Em này thì khổ người không cao to, tóc đen, mắt màu đá, tôi nghĩ có thể hợp với mình. Sau đấy thì tôi quen và chuyển sang một cô bé Ấn Độ có tên là Sandra. Cô bé này người cũng thanh mảnh, lại có đôi mắt màu hơi vàng một chút, cái miệng thì cứ cong cái nét xinh với hàm răng trắng bóng. Sandra là một nhân viên hãng IT rất lớn và rất có tình cảm, thiện cảm với người dân Việt, nên khi tôi rủ dê về nhà tôi ăn là em mới đồng ý ngay. Sau khi ăn uống xong, trong lúc mà Sandra đang rửa chén bếp thì tôi chạy ra ôm lấy em từ phía sau. Rất ngạc nhiên là cô bé không hề phản đối mà còn hưởng ứng với tôi nhiệt tình. Tôi thấy cái số mình nó có cái số hưởng thì phải. Người phụ nữ nào tôi để mắt đến thì đều nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Rồi có một lần tôi nói chuyện với một thằng bạn cùng làm, thấy nó bảo gái Nam Mỹ nó máu lắm nên tôi cũng muốn thử. Tôi để ý, tôi tìm hiểu và làm quen với một cô bé người Peru tên là Raura. Cô bé cũng xinh xắn lắm, da trắng, tóc đen mượt cứ bồng bềnh, đôi môi thì đỏ mọng và cái cặp mắt lúc nào cũng lấp lánh như cười. Không quá khó khăn để rủ Laura lên giường. Một lần sau khi ăn tối thì có chút rượu vang ở nhà bạn bè, tôi có rủ Laura đi xe của tôi về. Trên xe tôi khen tối nay em đẹp quá, thì em bảo với tôi rằng: "Do you mean you want to sleep with me tonight?" Công nhận em nó cũng dễ dãi đấy, và em đã đồng ý theo tôi về. Tới nơi thì cả hai đều biết là sẽ làm gì nên cứ thong thả rủ nhau vào nhà tắm. Công nhận Laura đẹp lắm, người cứ cong vút, mà yêu nhất là cái khoản đấy của em rất tinh tế. Những cái cảm giác đó đối với tôi bây giờ tôi vẫn còn chưa quên. Rồi cũng đến cái đợt nghỉ phép, tôi quyết định về Việt Nam để thăm Phương. Trên máy bay, tôi cứ suy nghĩ miên man, mọi cái ý nghĩ cứ xoay quanh cái việc tôi sẽ gặp lại Phương ngay như thế nào. Chúng tôi sẽ tìm nơi đâu để có thể gặp nhau cho nỗi nhớ gần 2 năm xa cách. Tôi đã email trước, Phương không cần phải phi ra sân bay đón. Em trai và em chồng tôi, em vợ tôi, em trai của tôi có xe và đưa đón tôi về nhà. Gặp gỡ mấy anh em, tôi nói chuyện vui vẻ, nhưng trong đầu tôi thì đang nghĩ đến Phương. Khoảng 10 giờ thì mấy đứa em ra về và nói là để cho tôi nghỉ ngơi sau gần chục giờ ngồi máy bay mệt mỏi. Ngay lập tức tôi bấm số và gọi cho Phương. "Anh, em đang đi lòng vòng ngoài phố để chờ anh đây. Em nhớ anh lắm. Anh có đang nhớ em không đây?" Tôi mở cửa, sững sờ, Phương tươi sáng trong cái bộ quân phục. Em đã mang hàm thiếu tá. "Sao em lại mặc quân phục đến đây?" Tôi có vẻ ngạc nhiên hỏi em. Em nhoẻn miệng cười, ôi cái răng khểnh nó đáng yêu làm sao. "À, em nói với chồng là tối nay em đi trực.
Thế rồi Phương lại bấu lấy tay tôi, rồi tiện tay khóa cái cửa, và hai đứa cứ phải nói là ôm ghì chặt lấy nhau. Tôi phải phủ đầu ngay: "Phương ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Từ cái lúc lên máy bay, biết là sẽ được gặp em, anh hạnh phúc lắm, em có biết không?" Phương cũng gấp gáp không kém gì tôi vậy. Em cũng thế. Miệng nói, tay nàng lại cầm tay tôi đặt vào eo của em, rồi vội vàng như cái sa mạc khát nước vậy. Vớ được cái cơn mưa rào, chúng tôi đã mong muốn cái giây phút này lâu lắm rồi. Tôi tự hào vì là người được em si mê. Tôi đưa em đi từ cái miền cảm xúc này đến cái miền đất hứa khác. Tôi đã nếm trải cái hương vị của rất nhiều cô gái từ các miền đất khác nhau. Nhưng đối với tôi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà thì vẫn hơn. Về đến nhà, tôi đổ gục xuống giường. Nhưng trước khi ngủ thiếp đi, tôi vẫn nhớ đến Phương. Trong đầu tôi thì vẫn lẩm bẩm: "Phương ơi, nữ chiến sĩ an ninh nhân dân của anh ơi, anh sẽ vẫn giữ lời hứa với em. Anh sẽ yêu em, anh sẽ bên em bất kỳ lúc nào mà em muốn."